Hello, xin chào. Đây là Samsung Galaxy S6 phiên bản 32GB. Hàng này là hàng xuất nội địa ở Trung Quốc. Đấy. Đây là nguyên siêu nha các bạn nhé. Dòng này đã có màn hình AMOLED này. Đấy. Nguyên siêu nhé, ở đây có màu gold và màu xanh. Đấy. Màu gold và màu xanh. Ở đây có một cây bóc hộp ra rồi thì mình test thử cho mọi người. Cái lúc mình nhập hàng là mình kiểm tra đấy, cái màu gold nhá, nguyên siêu chính hãng ấy, chứ không phải hàng nấu mới hay là cái gì đâu, nguyên siêu, giá chỉ hơn 2 triệu. Hàng này anh em về phải tự áp zom nhá, áp zom. Hàng này chưa có bản ở thị trường Trung Quốc ấy, nội địa Trung Quốc ấy, thì nó cắm sim Việt Nam thì vẫn cắm dùng bình thường, nhưng mà là nó cái gì nhỉ, cái bản của Trung Quốc ấy, là họ sẽ không cho dùng cái CH Play. Đây là cái quy định của Trung Quốc là họ không cho dùng. Đấy, cho nên là anh em muốn dùng thì anh em về tự áp zom. Bản này áp zom thì cực kỳ dễ luôn. Tải cái ứng dụng áp zom lên về máy tính anh em phải tự áp được nhá. Đơn giản lắm. Nhưng mà cắm sim thì bây giờ hiện tại cắm sim vẫn dùng bình thường. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 27 tháng 6 2020. Sau hiện tượng Covid thì là nhiều cửa hàng ở bên Trung Quốc đóng cửa rất nhiều, cho nên là cái hàng tồn kho của họ dịch chuyển sang Việt Nam thanh lý rất nhiều. Hàng nguyên siêu anh em. Cái Samsung mà xuất cho Trung Quốc này thì là ngày trước ấy, thì S6 này thì nó vẫn là sản xuất ở bên Trung Quốc. Sau này nó mới chuyển về Việt Nam thì nó cũng như hàng xuất cho Việt Nam hay là hàng xuất cho các nước khác trên thế giới đều như nhau cả. Đấy, hàng này sản xuất cái này là ngày tháng 10 2014. Nhưng mà nguyên siêu anh em nhé. Cực ngon luôn. Ngoài ra thì là có S4. Samsung Galaxy S4 thì giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Hàng cũng là hàng mới tinh. Đây chúng ta có bản màu đen này. Mới tinh, đây nhá, mới tinh luôn. Còn chưa cắm pin, còn chưa bóc ra lần nào đấy. Nguyên phụ kiện hộp zin theo máy, tất toàn bộ zin theo máy nhá. Các bạn nào cửa hàng lấy thì inbox mình, khách lẻ hay khách buôn cũng phải tự áp zoom hết, bên mình không áp zoom, các bạn tự làm, bên mình bán nhanh gọn. Thank you, bye bye.